Dạ vâng, em Dương Bồ Kết xin chào tất cả quý bà con. Hôm nay em đang đi thăm cái vườn cây Bồ Kết ghép em bán cho bác khách. Thì cây bác trồng được 3 tháng nhưng mà cây phát triển rất nhanh. Đấy kìa, bên kia. Trong video trước thì em cũng đã quay cái vườn này rồi. Và video này em lưu ý thêm cho bà con là những cái mầm như này là mình phải cắt đi nha con nhá. Những cái mầm có gai này nó là mầm thực sinh. Đấy, mầm thực sinh nó rất khỏe, bà con phải thường xuyên để ý và cắt những cái mầm này đi trong cái quá trình trồng cây ghép. Không cứ là cây Bồ Kết mà là cây gì cũng thế. Đấy, cây gì cũng vậy, cái mầm dại của nó lên ở bên dưới cái mắt ghép thì bà con phải cắt đi nhá. Để cái mầm này nó lên thì nó là cây thực sinh, có thể những cái mầm này nó sẽ không ra quả nha con nhá, mầm này. Còn những cái mầm ghép này tỷ lệ sẽ ra quả 100%. Đấy, bà con nên hoại những cái mầm này đi, bỏ những cái mầm đấy đi, bởi vì mình trồng cây ghép thì không nên để mầm thực sinh nó lên. Đây cũng có một cái mầm nữa này, quay cho bà con xem này. Cái cây này là bị, không biết là bị con trâu hay con gì nó húc gãy mắt ghép ở đây, nhưng mà may là đây vẫn là thân ghép, đây là thân thực sinh. Thân thực sinh thì nó chi chít gai luôn này bà con này. Đó, và tỷ lệ ra quả của nó rất kém, là may, rất may là thân này là thân ghép chứ không phải thân thực sinh, thì là nó không có gai nha con nhé. Bà con này nhận biết luôn là thân thực sinh và thân ghép nó là, thân ghép nó là không có gai, còn thân thực sinh thì nó có gai. Nên thì mình phải hoại đi, mình bỏ nó đi. Nếu mà để thì nó sẽ khỏe hơn, mắt ghép nó mà phát triển lên thì nó sẽ mập hơn như cái cành này, cái cành thực sinh nó sẽ mập hơn cái cành này là cái chắc, bởi vì đây là con đẻ, đây là con nuôi. Đó, thì bà con lưu ý trong cái quá trình trồng là mình nên loại bỏ những cái cành thực sinh ở bên dưới này đi nha con nhá, để cho sau này cái tỷ lệ nó ra trái 100% thì bà con bỏ hết những cành này đi, cành này chưa chắc nó đã ra quả đâu, những cành ghép này tỷ lệ sẽ ra quả 100%. Cô bác anh chị có nhu cầu về cây giống Bồ Kết thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để bên góc phải màn hình nhá bà con nhá. Cây nhà em làm thì có chế độ bảo hành cây cho bà con luôn nhé. Kỹ thuật thì những gì em biết thì sẵn sàng có thể chia sẻ cho quý bà con. Bà con có những cái câu hỏi gì đúng không? Đặt câu hỏi dưới phần bình luận, em sẽ cố gắng làm ra những cái video để giải đáp thắc mắc cho quý bà con nhé. Thì cây này mới được 3 tháng rồi, bác khách mới trồng được 3 tháng, cây lên rất đẹp. Rất hy vọng trong tương lai gần có thể kết hợp với tất cả quý bà con để bao tiêu cái sản phẩm quả Bồ Kết, đưa sản phẩm quả Bồ Kết này ra thị trường nước ngoài để nâng cao cái giá trị của quả Bồ Kết lên nha mọi người nhé. Cây 2-3 tháng mà cây phát triển rất là tốt rồi, cây này thì năm thứ 2 sẽ cho thu hoạch nha mọi người nhé. Chắc chắn những cái lớp cây này bác mới trồng được vài tháng thôi, nhưng mà cây này thì trong năm tới này sẽ ra hoa và bói quả rồi. Năm đầu tiên đã ra hoa và bói quả là em chắc chắn luôn mấy cây này. Cây mới xuống nhất được 3 tháng mà cây lên rất đẹp, phát triển rất tốt, cắt nhánh rồi. Xin chào tất cả quý bà con nhé, em xin phép được kết thúc cái video tại đây. Mọi người có câu hỏi gì có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận, em sẽ làm ra được những cái video giải đáp thắc mắc cho quý bà con. Ai có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để bên góc phải màn hình nhé con nhé. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.